Xin được kính chào đến cha bề trên, cha xứ của tỉnh Đồng Đa Minh Tu Viện Mai Khôi. Chào cha đặc trách về đêm thánh ca ngày hôm nay, tất cả quý cha hiện diện và cổ vũ cũng như là công sức tổ chức đêm này thật là tốt đẹp và ý nghĩa trong ngày mừng tháng 5 kính nhớ về mẹ Maria mà mỗi người chúng ta được mời gọi dâng mẹ những đóa hoa lòng. Xin được chào đến tất cả ban thường vụ của giáo xứ Mai Khôi cũng như tất cả bà con thân hữu xa gần, đặc biệt là đơn vị tổ chức ca đoàn Thông Bi Vu. Trước khi mà trình bày nhạc phẩm này, xin cho phép con được nói lên lời tâm sự. Khi mà chúng con đi buổi tĩnh tâm ở ngoài Vũng Tàu thì cha trưởng ban tổ chức có nói với con rằng là có tổ chức một buổi Hoan Ca Maria, thì cũng muốn có một cha để mà hát đệm thêm vào cho cái buổi nhạc thêm phong phú cũng như là sống động. Thế nhưng mà khi mà con vừa mới qua tới sân này thì con toát hết cả mồ hôi, là bởi vì khi nhận ra rằng là trên sân khấu này không phải chỉ có một vài cha cùng với con hát karaoke trên xe buýt mà toàn là những ca sĩ nổi tiếng, mà thân phận mình bé nhỏ chưa một lần nào mà được gọi là ca sĩ cả. Nhìn xuống, nhìn lên thì sợ hãi, và nhìn xuống toàn các bậc đại gia mà thân quen của giáo xứ Mai Khôi cũng như là thân thương của con, rồi nhìn thấy tất cả những người yêu mến giáo xứ Mai Khôi đây. Xin cho phép con nói lời, có cả anh Quân nữa đang nhìn con, một người lính mà rất là thân thương với con từ mấy chục năm nay rồi, lòng rất là hồi hộp và sợ hãi. Tuy nhiên là nếu có điều gì mà mọi người cùng chia sẻ với con trong cái nhạc phẩm này như là một lời để chúng ta cùng hoan ca mẹ Maria đúng với chủ đề ngày hôm nay, xin mọi người bắt đầu ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đắng cay u sầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.